khi nghe thấy tiếng pháo đầy chói tai. Liên trưởng, liên trưởng, liên trưởng, liên trưởng à, Dương Khảo Liễu, nhân viên y tế, Dương Khảo Liễu, đừng gọi nữa, buộc chân cầm báo. Liên trưởng, anh nhất định phải cố lên. Liên trưởng, anh nhất định phải cố lên. Anh là trái tim của Liên ta. Liên trưởng, khi anh còn thì Liên bốn của chúng ta mới còn. Chúng tôi còn đợi anh đưa chúng tôi đánh Nhật. Liên trưởng, Khổng Minh, Khổng Minh, Liên trưởng, Liên trưởng, cố lên Liên trưởng. Liên trưởng, Liên trưởng, đừng khóc, đi, đi xem thương binh. Tất cả thương binh có thể cầm súng đều gọi lên trận, đánh trả quân Nhật cho tôi. Rõ. Đợi đã, súng của tôi đâu? Đạn đã lên đồng. Đi đi, những người còn có thể chiến đấu lên trận hết cho tôi. Các đồng chí, hôm nay mọi người biểu hiện rất dũng cảm. Tôi thay mặt chi bộ chính thức phê chuẩn cho mọi người trở thành đảng viên dự bị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quyển sổ này của tôi
có ghi chép về biểu hiện của mọi người. Chỉ đợi liên trưởng ký tên thôi. Chúc mừng mọi người. Đồng chí, chúc mừng cậu. Chúc mừng cậu. Lão Bạch, bạn với anh chuyện này, tôi đã phê duyệt đơn xin chào đảng của năm đồng chí Tưởng Nguyên Liên, Lưu Đăng Phủ, Lưu Trung Thắng, Dương Thế Phát, Lý Đức Hợp. Nếu như anh đồng ý thì ký tên vào đây. Tôi đồng ý. Chính trị viên, cái bút này là anh tặng tôi. Anh đã luôn muốn tôi ký tên cho anh. Kết quả tôi lại dùng đó viết mấy bức thư cho gia đình. Nói thật, có lúc tôi thấy anh rất phiền. Nhưng bây giờ tôi thấy hai chúng ta ở cùng một liên thật tốt. Tiểu La, giao cho cậu một nhiệm vụ. Chỉ cần thấy tôi ra hiệu thì ấn vào máy dẫn nổ. Nghe rõ chưa? Cậu bé, nhớ kỹ, cậu là một người Trung Quốc dũng cảm. Thời khắc mấu chốt phải dựa vào cậu rồi. Sau khi đổ, đất sẽ vùi lấp cậu. Cậu cứ đợi ở bên trong, đừng lên tiếng. Đợi người của chúng ta đến. Nghe rõ chưa? Đảng viên cộng sản, đứng lên. Các đồng chí, có thể chúng ta sẽ hy sinh, nhưng người đời sau sẽ không quên chúng ta. Bọn họ sẽ cầm súng, tiếp tục chiến đấu với người Nhật, đuổi người Nhật ra khỏi Trung Quốc. Các đồng chí, chúng ta hãy vì quốc gia, vì dân tộc chúng ta mà tập trung đến cùng. Giết!
Liên trưởng bảo cậu quan quản nhìn máy dẫn đổ, mà sao cậu không chịu nghe lời? Tôi không thể trơ mắt nhìn họ xông vào tiền tuyến mà một mình nắp ở đây được. Nhiệm vụ của cậu là đợi mệnh lệnh, kích hoạt máy dẫn đổ. Giữ cho kỹ. Ra hiệu.